Hả? Mến, như chúng ta đã biết thì ở mỗi vùng đất, mỗi quốc gia sẽ có một nền văn hóa ẩm thực khác nhau. Và là một đất nước tỷ dân như Ấn Độ thì họ nổi tiếng với tục ăn bốc, ăn hốt hay là cực kỳ tôn sùng loài bò. Và đặc biệt, Ấn Độ còn rất nổi tiếng với những món ăn đường phố độc lạ, có một không hai. Và nối tiếp series tìm hiểu về những món ăn đường phố thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục qua Ấn Độ lượn vài vòng để xem ở đất nước này còn có món ăn đường phố nào độc lạ hơn không nhé. Bánh snack. Mở đầu là một món ăn hết sức bốc mùi. Để xem nào. Xem anh em thấy gì qua đoạn cắt. Để xem nào. Xem anh em thấy gì qua đoạn cắt sau đây. Cụ thể, clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ nấu ăn trong bếp, đang nấu một món gì đó trông giống như món bột mì rán. Điều này tưởng như là rất bình thường. Thế nhưng, sự việc không đơn giản như vậy. Hả? Các bạn không nhìn lầm đâu. Khỏi phải nói thì sau khi xem xong màn trình diễn ối rồi ôi trên thì chắc chắn ai cũng đều choáng váng. Ban đầu thì chúng mình cũng không rõ thực hư danh tính món ăn này tên là gì, lịch sử ra đời như thế nào. Thế nhưng chỉ cần dạo một vòng TikTok, Facebook hay là YouTube, chỉ cần Việt hóa em nó thành bánh sờ nách hoặc là kẹp nách thì 7749 kết quả ra lò. Thì ra đây là em bánh có tên Pani Puri, một món bánh truyền thống nổi tiếng của Ấn Độ. Nhìn thế này thì rõ lắm rồi. Chưa nói đến độ ngon thì mình chắc cú em nó hot là bởi vì được kẹp từ những cặp nách mà ra. Oh! Ew! Tưởng tượng mà xem, mùa hè nắng nóng như thế này, mồ hôi mồ kê xong ông nào kiểu 2-3 ngày không tắm thì cứ phải gọi là không cần nêm gia vị. Còn ông bà nào viêm cánh thì đúng chuẩn bay. Hỏi sao vừa ăn vừa nghe thấy cái mùi gì thoang thoảng, lạ lạ quen quen. Đúng là chỉ có Ấn Độ chúng ta mới thấy được những điều độc lạ như này. Cơ mà xem xong, ông nào còn dám bỏ vào mồm thì top 1 chúng mình cũng xin là xin bái phục 10 điểm liều lĩnh và gan dạ. 10 điểm! 10 điểm! Xiên bẩn India. Có thể các bạn thừa biết thì xiên bẩn là tên gọi chung của các món ăn vặt như là viên xiên, như là cá viên, bò viên, tôm viên, xúc xích, lạp xưởng và nhiều loại viên với màu sắc bắt mắt cùng hương vị hấp dẫn khác. Chế biến thì vô cùng đơn giản, nhanh gọn. Đặc biệt là mấy bạn trẻ cứ chiều tối ra các quán vỉa hè gần cổng trường, cổng chợ, đâu đâu cũng vài ba gánh hàng như thế này. Thế nhưng các bạn ơi, sự thật là xiên bẩn dường như không chỉ ẩn nấp ở Việt Nam mà ngay cả đường phố Ấn Độ người ta cũng có món xiên bẩn như vậy. Chuẩn bài cơm mẹ nấu Việt Nam luôn. Xiên bẩn được đẩy trên một chiếc xe, thực đơn cũng khá là đa dạng, chắc là cũng chừng 4-5 món, mà món gì thì top 1 chúng mình cũng chưa xác nhận được. Tùy theo order của khách mà anh chủ sẽ thả vào chảo, xèo xèo vài ba phút là đã có ngay một đĩa bá cháy rồi. Còn ăn xong về nhà có đau bụng hay không thì mình cũng không biết. Mà không chỉ xiên bẩn đâu, bánh bao chay samosa trông như bánh gối made in Việt Nam cũng tràn ngập ở các vỉa hè đường phố Ấn Độ. À mà khoan, thấy đang thơm ngon hảo hạng, thế nhưng mà đến cái khúc mùi nhặng này thì mình xin phép được suy nghĩ lại nha. Ôi trời ơi! Các cụ mình đã nói rồi, khuất mắt trông coi. Thế nhưng mà cũng lạ lắm nha, mấy cái khâu quy trình, nhiều quán ở Việt Nam mình cũng chỉ muốn giấu nhẹm đi, nhưng các pháp sư Ấn Độ thì lại trái ngược hoàn toàn. Sâu lấy sâu để ra, có bẩn hay có dính chút vi trùng vi khuẩn cũng chẳng có vấn đề gì. Bánh khi chiên lên nhìn có đẹp mắt, nhưng nhìn cái nồi nước chấm đi kèm này, không biết ai còn dám ăn không nữa. Có ai ở đây là team xiên bẩn với cả bánh gối các thứ thì vào đây xác nhận dùm tôi một chúng mình nhá. Trông cũng khá là ok phết mà đúng không? 1001 món với dưa hấu. Dưa hấu, một thức quả mà hầu hết ai ai cũng mê, đặc biệt là vào mùa hè này. Chỉ cần cắn vài ba miếng hoặc một cốc nước ép sinh tố dưa hấu thì cứ phải gọi là hết nước chấm. Ở Việt Nam mình thì dưa hấu chủ yếu cũng để ăn tráng miệng bình thường thôi, còn không thì sẽ ép hoặc là xay sinh tố để uống. Còn anh em Ấn Độ thì sao? Món đầu tiên không khác gì Việt Nam chúng mình, nhưng mà các bạn cứ thử xem có gì độc lạ không nhé. Không biết có ai như mình không? Đó là đang cố nhìn xem ông anh kia làm cái gì với quả dưa hấu mà mọi người lại tập trung đông quá trời quá đất.
Thế nhưng mà nhìn mãi cũng chẳng thấy có gì đặc biệt ngoài việc bổ dưa ra làm nhiều miếng. Và với màn hú hét nhiệt tình này thì chắc là của quý khách 100 cành, 10 cành hoa quả, còn 90 cành tiền hét. Dưa hấu ăn chay chưa no thì có thể chuyển sang quầy anh bạn này thưởng thức một ly dưa hấu tỉa cả chậu. Thay vì dùng máy ép, ông anh này tỉa luôn miếng dưa hấu thành những miếng bé bé như trân châu đường đen. Sau đó chỉ việc thả vào một cái chảo siêu to khổng lồ đầy đá. Trông không vệ sinh cho lắm nhưng cũng gọi là tạm chấp nhận. Mọi thứ đều ổn cho đến khi anh múc nước vào từng cốc. Không biết ban nãy đi vệ sinh xong đã rửa tay hay chưa, nhưng nếu chưa thì anh có thể tiện ra rửa tay luôn ở đây. Đúng là một công đôi việc, một pha múc nước đi vào lòng người. Nhưng mà chưa hết đâu nhá, đây mới là quốc hồn quốc túy của người Ấn. Chào mừng 500 anh em đến với món gà nướng dưa hấu, một món ăn siêu ngon siêu lạ của người Ấn. Người Ấn Độ không dùng nồi để nấu thịt gà mà dùng vỏ dưa hấu. Đầu tiên là đem cắt gà ra làm miếng vừa ăn, rửa sạch và trộn cùng 7-7-4-9 gia vị khác nhau, đảo đều và cho ngay vào quả dưa hấu đã tách ruột sẵn. Có vẻ không được vệ sinh cho lắm nhưng dù sao, đây là truyền thống của người Ấn. Cứ tay người thì auto sạch, ít ra là nó còn hơn mấy đồ tẩm đầy hóa chất. Các bạn thấy đúng không nào? Riêng món này thì top 1 chúng mình cũng xin nhận và nếm thử nhá. Vừa xem mà nước miếng chảy tùm lum ra rồi đây này. Và tiếp theo, một món cực kỳ được ưa chuộng ở các nước phương Tây, Việt Nam mình cũng có, nhưng để nói về tốc độ làm thì dám cá. Các anh Pháp sư Ấn Độ số 2, không ai dám chủ nhận luôn. Hamburger kiểu Ấn. Thuộc top những món ăn nhanh dễ ăn nhất, ít kén người ăn nhất. Vâng, chính là món hamburger. Nếu như anh em thường thấy diện mạo chiếc hamburger đẹp mã như thế này, thì ở vỉa hè đường phố Ấn Độ, món ăn này lại đạt đến cái tầm khác bọt hẳn. Thay vì xếp chồng rau củ thịt đẹp mắt, ngăn nắp dễ ăn, anh đầu bếp này tống luôn vào lát bánh mì 7-7-4-9 thứ mà thứ gì cũng đặc sệt, nhiều nước. Chưa kể, anh còn chẳng thèm đeo bao tay, nước sốt có rơi vãi thì cũng không sao hết. Và đây chính là sản phẩm cuối cùng anh dành đến các thượng đế. Ngoài tốc độ làm bánh được đánh giá là nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhưng thứ làm các thượng đế online như chúng ta để ý đó là khu vệ sinh của vị pháp sư này. Có lẽ bởi làm quá năng suất nên các nguyên liệu cũng theo đó mà rơi vãi tùm lum. Còn các bạn nghĩ sao về món bánh hamburger phiên bản Ấn này? Có ai ở đây nhìn xong còn dám thử thì hãy comment xác nhận nhé! Trà sữa India. Cho mình hỏi một chút là có bạn nào ở đây mê trà sữa không nhỉ? Nếu có thì comment điểm danh ngay nhé! Ngoài món xiên bẩn thì có lẽ trà sữa là món quốc dân tiếp theo mà hầu hết đại đa số ai ai cũng mê, đặc biệt là giới trẻ, những ai kháo đồ ngọt. Và ở đường phố Ấn Độ cũng không thiếu những quán trà sữa như kiểu này. Có vẻ đây là một ông anh bán kính kiêm trà sữa handmade, với outfit rất dân chơi, thêm trình bartender, cứ phải gọi là thượng thừa, càng khiến người đi đường chú ý nhiều hơn. U là trời, không giấu gì các bạn, chứ xem đến đây tôi một cứ phải zoom kỹ lên, sợ ông liếm luôn vào gói sữa, thì nồi trà sữa coi như bỏ. Nhưng mà các bạn cứ để ý kỹ mà xem, căn bếp trông cũng không cần quá nhiều phụ kiện, thế nhưng mà chẳng hiểu anh nấu nướng kiểu gì, tí xong có khi công dọn bếp còn lâu hơn công làm. Dù sao thì top 1 chúng mình cũng chấm điểm 10 cho màn trình diễn, thần thái cũng như là outfit siêu lồng lộn của ông anh này. Và kế đến là một món đặc sản có 102, một thứ rượu được xem là quốc hồn quốc túy của người Ấn. Thế nhưng quy trình làm thì ai xem xong cũng đều phải hốt cả hên. Rượu quả điều quốc dân. Có thể các bạn ở đây thừa biết thì hạt điều là món ăn vô cùng quen thuộc với người dân Việt Nam chúng ta, rất ngon, béo và bùi. Còn với quả điều thì cũng chẳng ai mặn mà lắm và hầu hết thì đều bỏ đi. Tuy nhiên ở bang Goa, ở Ấn Độ, quả điều từ xưa đã được người dân bào chế ra một loại rượu quốc dân, được giới nhà giàu săn lùng, trưng cất hoàn toàn từ nước ép nguyên chất lên men của quả điều. Lý do không chỉ bởi cảm giác lâng lâng, phê phê như các loại rượu nói chung mà nó còn được cho là rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng, đấy chỉ là thành phẩm, còn nếu nhìn vào quy trình thì chưa chắc các bạn đã đủ gan để thử đâu. Sau khi đã tách quả ra khỏi hạt điều, họ sẽ bắt đầu thả vào một cái máng lớn, tiếp đến sẽ dẫm nát chúng bằng chân. Và đây chính là công đoạn khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều ám ảnh hoảng hốt. Người thì dùng chân trần, người thì dùng ủng, mà nhìn thế này thì chắc chắn là khỏi cần hỏi có sạch hay không. Và sau một quá trình thì thành phẩm cũng đã ra lò. Trông không khác gì rượu Việt Nam chúng ta, có điều anh em Ấn Độ làm thì có phần đặc biệt hơn. Nhưng mà các bạn khoan vội đánh giá nhé, trông thì có vẻ hơi mất vệ sinh, nhưng đây được xem là loại rượu quốc dân. Khách du lịch tới đây cũng chỉ mong được thưởng thức và chứng kiến luôn màn dẫm chân đi vào lòng đất kia. Thôi thì ai muốn thử thì cứ ráng,
đừng nên xem quy trình thì kiểu gì cũng sẽ thấy rượu ngon. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những đặc sản bá đạo và vô cùng độc lạ đến từ vị trí những người anh em Ấn Độ. Và điều mình chốt được sau khi làm xong video này và cả những video trước, mình phải công nhận người Ấn Độ rất tốt bụng. Ý là cái bụng của họ rất tốt đấy các bạn ạ. Chứ ăn uống uy tín như thế này cơ mà. Bây giờ mình mới biết tại sao người ta luôn tấm tắc với loại thuốc trị tiêu chảy Imodium tốt nhất Ấn Độ rồi. Còn các bạn thì sao? Trong danh sách trên, các bạn cảm thấy dễ nuốt nhất với món nào? Hãy comment xác nhận nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề ngày hôm nay, hay cụ thể hơn là chủ đề về nước Ấn, thì các bạn hãy ủng hộ Top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!